kẻ bất tài mới mở miệng nói năm câu này. Mến chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bài chia sẻ trên kênh sách Nói Minh Triết. Quý vị và các bạn thân mến, trong việc giao tiếp, lời nói không chỉ là phương tiện truyền đạt suy nghĩ mà còn là bản chất thực sự của con người phát ngôn. Mỗi lời nói không những phản ánh trí tuệ mà còn thể hiện phẩm chất, thái độ và thậm chí là những thiếu sót tiềm ẩn của mỗi cá nhân. Kẻ bất tài mới mở miệng nói những câu này không chỉ là một chủ đề gây tò mò mà còn thách thức chúng ta phải suy ngẫm về tầm quan trọng của từng lời nói trong cuộc sống hàng ngày. Hãy cùng khám phá những câu nói này và tìm hiểu tại sao chúng lại được coi là dấu hiệu của sự thiếu sót về năng lực hoặc tư cách của con người. Nói có bao giờ chúng ta tự hỏi, tại sao chỉ vài câu nói lại có thể làm lộ liễu sự bất tài của người khác đến thế không? Hay làm thế nào một vài từ ngữ vô tình lại có thể tiết lộ những điều mà chính người nói cũng không hề nhận thức được? Chúng ta sẽ cùng đi sâu và phân tích từng câu nói, hiểu rõ ngữ cảnh sử dụng và những tác động tiềm tàng mà chúng có thể gây ra. Bằng cách này, mỗi người trong chúng ta không chỉ học được cách nhận diện những lời nói không có tính xây dựng mà còn biết cách cải thiện khả năng giao tiếp của bản thân. Đây không chỉ là một bài học về ngôn ngữ mà còn là một bài học sâu sắc về việc tự nhận thức và phát triển cá nhân. Quý vị hãy cùng lắng nghe và khám phá để từ đó chúng ta có thể trở thành những người giao tiếp khéo léo, tinh tế hơn, đồng thời biết cách thể hiện mình một cách đúng đắn và chính xác nhất trong mọi hoàn cảnh. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng lắng nghe và suy ngẫm kẻ bất tài mới mở miệng nói năm câu này. Câu thứ nhất, không phải là tôi không làm được mà là người khác làm khó tôi. Thưa quý vị, thời xưa có một người thợ thủ công trong làng tên là Bảo, sống vào thời nhà Minh của Trung Quốc. Bảo là một thợ làm đồ gốm có tay nghề khá, nhưng anh thường xuyên gặp khó khăn trong việc bán sản phẩm của mình do chất lượng không ổn định. Bảo thường than thở rằng nguyên nhân chính khiến anh không thể bán được hàng là do người tiểu thương ở chợ làm khó dưới anh. Anh ta nói, không phải tôi không làm được mà là người khác làm khó tôi. Họ luôn tìm cách chê bai sản phẩm của tôi và đặt giá quá thấp, khiến tôi không thể có lãi. Tuy nhiên, sự thực là Bảo thường xuyên chậm trễ trong việc đáp ứng các đơn hàng và chất lượng sản phẩm của anh không đều, thỉnh thoảng lại có sản phẩm bị nứt hoặc màu sắc không như ý. Các thương nhân trong trò thực sự rất muốn hợp tác với Bảo vì anh có khả năng sáng tạo mẫu mã đẹp mắt, nhưng họ cũng cần đảm bảo chất lượng sản phẩm để giữ chân khách hàng. Khi Bảo không nhìn nhận vào những thiếu sót của mình và cải thiện kỹ năng, anh đã vô tình đẩy bản thân vào tình trạng khó khăn hơn trong việc kinh doanh. Câu chuyện của Bảo là một minh chứng về việc đổ lỗi cho người khác không chỉ làm hại đến uy tín nghề nghiệp mà còn ngăn cản bản thân phát triển và đạt được thành công trong sự nghiệp. Việc nhận thức rõ về điểm yếu và nỗ lực cải thiện sẽ là chìa khóa để thành công, dù là trong thời xưa hay thời nay. Hay có câu chuyện về Minh, một nhân viên văn phòng người thường xuyên sử dụng câu nói trên như thế này. Minh là một nhân viên trong một công ty truyền thông. Anh có năng lực nhất định nhưng lại không mấy nổi bật vì thái độ tiêu cực và thói quen đổ lỗi cho người khác. Trong một dự án quan trọng, Minh được giao nhiệm vụ chuẩn bị một báo cáo thị trường. Tuy nhiên, khi hạn chót đến gần, Minh chưa hoàn thành nhiệm vụ. Thay vì thừa nhận rằng mình đã không quản lý tốt thời gian hoặc chưa đủ nỗ lực, Minh lại cho rằng người đồng nghiệp của anh, Lan, đã không cung cấp đủ thông tin cần thiết để hoàn thành báo cáo. Khi được hỏi, Minh giải thích rằng, tôi đã sẵn sàng hoàn thành báo cáo, nhưng Lan đã không gửi cho tôi những số liệu tôi cần. Không phải là tôi không làm được mà là cô ấy đã làm khó tôi. Tuy nhiên, khi quản lý đi sâu vào vấn đề, họ phát hiện ra rằng Lan đã gửi email tới tất cả thông tin cần thiết cho Minh 2 tuần trước hạn chót. Minh đã bỏ qua email này mà không kiểm tra kỹ lưỡng. Sự việc này không chỉ làm lộ rõ sự thiếu trách nhiệm của Minh mà còn ảnh hưởng đến uy tín và mối quan hệ đồng nghiệp của anh trong công ty. Câu chuyện của Minh là một thí dụ điển hình về cách thức mà việc thường xuyên đổ lỗi cho người khác không chỉ cản trở sự nghiệp của bản thân mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường làm việc chung. Thưa quý vị, trong hành trình phấn đấu và vươn lên trong cuộc sống hay công việc, chúng ta thường xuyên gặp phải những thách thức và trở ngại. Tuy nhiên, cách chúng ta phản ứng với những khó khăn này có thể tiết lộ rất nhiều về bản lĩnh và thái độ của bản thân. Một trong những câu nói phổ biến mà thường được sử dụng để biện minh cho sự thất bại hoặc trì trệ là không phải tôi không làm được mà là người khác làm khó tôi. Câu nói này, mặc dù có thể đúng trong một số trường hợp nhất định, nhưng khi thường xuyên được sử dụng, nó bộc lộ một tính cách không mấy đáng khích lệ. Người thường xuyên sử dụng câu nói này có thể đang mắc phải một sai lầm cơ bản trong cách nhìn nhận vấn đề.
họ thường đổ lỗi cho người khác thay vì tự nhìn nhận và cải thiện bản thân. Điều này không chỉ ngăn cản sự phát triển cá nhân mà còn thể hiện một thái độ thiếu chủ động và thiếu trách nhiệm. Khi một người luôn tin rằng lỗi là do người khác, họ sẽ khó có động lực để học hỏi về những sai lầm, đối mặt với giải quyết những vấn đề một cách tích cực. Thay vì nhận trách nhiệm về mình và tìm cách vượt qua khó khăn, họ lại chọn lối thoát bằng cách đổ lỗi cho hoàn cảnh hoặc cho người xung quanh. Điều này không chỉ khiến họ mất đi cơ hội để trưởng thành mà còn có thể khiến đồng nghiệp và những người xung quanh mất lòng tin và tôn trọng đối với họ. Quý vị thân mến, câu nói "không phải tôi không làm được mà là người khác làm khó tôi" khi được lặp đi lặp lại thường xuyên, không chỉ là một loại biện hộ mà còn là một dấu hiệu của sự thiếu tự tin và thiếu khả năng đối mặt với thách thức. Để thực sự phát triển và thành công, điều quan trọng là phải biết tự nhận thức rõ về khả năng của mình, đón nhận thử thách và học hỏi từ mọi kinh nghiệm, dù là thất bại hay thành công. Vì vậy, thay vì tìm hiểu lý do bên ngoài, hãy tập trung vào việc làm thế nào để chúng ta có thể được vượt qua giới hạn của bản thân và tiến bộ mỗi ngày. Câu thứ hai, tất cả đều là lỗi của người khác. Ngày xưa, có một người nông dân tên là Đức, anh thường trồng lúa, nhưng mỗi mùa vụ, anh ta thường xuyên thu hoạch kém hơn so với các hộ xóm giềng. Khi được hỏi về nguyên nhân, Đức thường đổ lỗi rằng đất đai của anh không màu mỡ như của người khác, hoặc rằng thời tiết luôn bất lợi cho anh. Đức nói, tôi cày cấy chăm chỉ không kém ai, nhưng mùa màng của tôi lại kém hơn là do đất đai cày không màu mỡ và thời tiết luôn làm khó dễ tôi. Người láng giềng của Đức, anh Hùng, mặc dù cũng trồng trọt trên cùng loại đất và chịu đựng cùng một điều kiện thời tiết, nhưng lại có mùa màng bội thu. Điều này là do Hùng luôn tích cực tìm hiểu các phương pháp canh tác mới, cải tạo đất và áp dụng các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hiệu quả, trong khi Đức chỉ trông chờ vào kinh nghiệm truyền thống và không sẵn lòng thay đổi hay cải tiến phương pháp làm việc của mình. Quý vị thấy đấy, qua câu chuyện của Đức cho thấy rõ sự thiếu khả năng nhìn nhận vấn đề và đổ lỗi cho hoàn cảnh là nguyên nhân khiến anh không thể cải thiện được hoàn cảnh của mình. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả công việc mà còn khiến anh mất dần lòng tin và sự tôn trọng từ phía cộng đồng. Câu chuyện này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chịu trách nhiệm về cuộc sống và công việc của chính mình, cũng như khả năng thích nghi và học hỏi để đạt được thành công. Hay có câu chuyện về một nhân viên văn phòng làm việc trong một công ty lớn. Minh là thành viên của một đội năm được giao nhiệm vụ triển khai một dự án quan trọng. Tuy nhiên, mỗi khi có họp nhóm để cập nhật tiến độ, Minh thường xuyên than phiền rằng các bộ phận khác trong công ty không cung cấp thông tin kịp thời hoặc không hỗ trợ đủ cho phần việc của anh. Anh ấy thường nói, tôi đã làm hết sức mình, nhưng các đội khác không giao tài liệu đúng hạn. Tất cả đều là lỗi của họ. Tôi không thể hoàn thành công việc nếu không nhận được sự hỗ trợ cần thiết. Sự việc điển hình xảy ra khi Minh chịu trách nhiệm soạn thảo một báo cáo quan trọng. Mặc dù các thông tin cần thiết để hoàn thành báo cáo đã được gửi đến Minh trước hạn nộp một tuần, anh ta vẫn không hoàn thành đúng hạn. Khi bị quản lý truy vấn, Minh lại đổ lỗi rằng các bộ phận khác gửi thông tin quá muộn, dù sự thật là anh đã không kiểm tra email kỹ càng và bỏ lỗi các cập nhật quan trọng. Câu chuyện của Minh là một minh chứng cho thấy thói quen đổ lỗi có thể làm hại đến sự nghiệp và mối quan hệ nơi làm việc. Sự thiếu chủ động và thiếu trách nhiệm của Minh không chỉ khiến anh bị mất đi sự tôn trọng từ phía đồng nghiệp và cấp trên, mà còn ảnh hưởng đến hiệu quả công việc chung của toàn bộ đội năm. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhận trách nhiệm về hành động của bản thân và tìm cách khắc phục thay vì tìm kiếm lý do biện minh. Quý vị và các bạn thân mến, cách chúng ta phản ứng với thất bại và trở ngại có thể tiết lộ rất nhiều về bản chất và tính cách của mỗi người. Câu nói tất cả đều là lỗi của người khác là một ví dụ điển hình cho thái độ trốn tránh trách nhiệm, thường thấy ở những người thiếu bản lĩnh và kỹ năng cần thiết để đối mặt với thử thách. Hãy cùng phân tích câu nói này để hiểu rõ hơn về tác động tiêu cực mà nó có thể mang lại, cả trong công việc lẫn trong các mối quan hệ cá nhân. Khi một người thường xuyên đổ lỗi cho người khác về những khó khăn hay sai sót trong cuộc sống của mình, điều này không chỉ phản ánh sự thiếu khả năng tự nhận thức và tự chịu trách nhiệm, mà còn cho thấy một thái độ không sẵn sàng học hỏi từ những sai lầm. Người hay sử dụng câu nói này thường nhìn thấy mình như là nạn nhân của hoàn cảnh và của người khác, thay vì một nhân tố chủ động có thể tác động và thay đổi tình thế. Việc không chịu nhận trách nhiệm không chỉ khiến người này mất đi cơ hội để phát triển kỹ năng và cải thiện bản thân, mà còn có thể dẫn đến mất mát niềm tin và sự tôn trọng từ những người xung quanh. Trong môi trường làm việc,
Điều này đặc biệt nguy hiểm vì nó có thể làm suy yếu tinh thần đồng đội, gây ra xung đột và giảm hiệu quả công việc chung của nhóm. Hơn nữa, việc liên tục đổ lỗi cho người khác còn là dấu hiệu của sự bất an và thiếu tự tin. Một người không bao giờ nhìn nhận lỗi lầm của mình sẽ khó có thể đạt được sự trưởng thành và thành công thực sự trong cuộc sống. Thay vào đó, chúng ta sẽ mãi mãi bị giới hạn bởi bức tường ngăn cách mà chính chúng ta xây dựng, không cho phép bản thân nhìn thấy và sửa chữa những thiếu sót của mình. Để tránh trở thành người chỉ biết đổ lỗi, mỗi người chúng ta cần phát triển khả năng tự phản tỉnh, chịu trách nhiệm về hành động của mình và học cách đón nhận thất bại như một phần không thể thiếu của quá trình học hỏi và phát triển. Cuộc sống không phải lúc nào cũng công bằng, nhưng cách chúng ta đối mặt với nó mới là điều quyết định chúng ta là ai và chúng ta có thể đạt được điều gì. Câu thứ ba, tại sao chẳng có ai giúp tôi cả? Thưa quý vị, để hiểu hơn về người hay nói câu này, thì chúng ta hãy nghe câu chuyện sau đây. Thuở xa xưa, có ông ba làm nông chân chất, vào một mùa màng nọ, làng của ông ba trải qua một đợt hạn hán nghiêm trọng, khiến cho việc tưới tiêu trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Mặc dù làng đã tổ chức những nhóm lao động để giúp đỡ nhau khoan giếng và dẫn nước đến từng ruộng, ông ba lại không tích cực tham gia. Khi được hỏi về việc này, ông ba lại than thở, tại sao chả có ai giúp tôi cả? Tôi già yếu rồi, không thể làm việc nặng như các bạn trẻ. Tuy nhiên, sự thật là ông ba không thường xuyên giao lưu, giúp đỡ những người khác trong làng, và do đó, khi ông cần sự giúp đỡ, không nhiều người sẵn lòng đáp lại. Hành động và thái độ của ông ba đã dẫn đến sự cô lập dần dần với mọi người xung quanh. Mọi người trong làng bắt đầu nhận thấy rằng ông ba thường chỉ trông đợi người khác giải quyết vấn đề cho mình mà không sẵn lòng đóng góp công sức vào công việc chung của làng. Kết quả là, trong một cộng đồng mà sự giúp đỡ và hỗ trợ lẫn nhau rất quan trọng, ông ba ngày càng trở nên cô đơn và kém hiệu quả trong việc canh tác. Câu chuyện của ông ba là một bài học quý giá về tầm quan trọng của việc tự lực và sự cần thiết trong việc xây dựng mối quan hệ hỗ trợ lẫn nhau trong cộng đồng. Đừng bắt ép ai cũng sẽ giúp mình và đổ lỗi cho việc không ai giúp mình nếu như chúng ta không chịu chia sẻ sự giúp đỡ này ngay từ đầu. Thông qua câu chuyện này, chúng ta học được rằng không ai có thể sống độc lập hoàn toàn, mà cần phải học cách tự lực và cũng đồng thời biết cách giúp đỡ người khác khi cần. Hay trong một câu chuyện khác, ở một ngôi làng nhỏ tỉnh miền Trung Việt Nam, thời xưa có một người đàn ông tên là Khánh làm nghề thợ săn. Khánh có tiếng là người giỏi nghề, nhưng cũng nổi tiếng là người hay phàn nàn và luôn cho rằng mình không nhận được sự giúp đỡ xứng đáng từ người dân ở trong làng. Anh thường xuyên nói, tại sao chẳng ai giúp tôi cả? Mỗi khi không săn được nhiều thú như mong đợi hoặc khi các bẫy không mang lại kết quả như ý. Vào một mùa săn, làng bị đe dọa bởi một con hổ lớn đã tấn công gia súc. Dân làng tụ họp để bàn kế hoạch săn bắt con thú hung dữ này. Mặc dù được mời tham gia cùng toàn làng, Khánh lại không tích cực hợp tác. Anh ta cảm thấy rằng mình nên được mọi người giúp đỡ nhiều hơn vì là thợ săn giỏi nhất. Khi các ngày săn tiếp theo không diễn ra suôn sẻ, Khánh lại lặp lại câu nói, tại sao chẳng có ai giúp tôi cả? Tất cả chỉ trông chờ vào tôi mà không chịu đóng góp gì. Hành vi của Khánh đã dẫn đến sự xa cách và thiếu hỗ trợ từ phía mọi người. Người dân làng cảm thấy không được trân trọng bởi sự ích kỷ và thái độ không hợp tác của anh. Cuối cùng, một nhóm nhỏ người dân khác trong làng đã tự tổ chức và thành công trong việc bắt được con hổ mà không có sự tham gia của Khánh. Sự việc này không chỉ làm giảm uy tín của Khánh trong mắt bà con làng xóm, mà còn là một bài học về tầm quan trọng của việc hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong cộng đồng. Thay vì than phiền và mong chờ từ sự giúp đỡ từ người khác, Khánh đã học được rằng mình cần phải chủ động đóng góp và hỗ trợ cộng đồng để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp và được mọi người tôn trọng, giúp đỡ lại. Quý vị thấy đấy, trong cuộc sống và môi trường làm việc, thái độ và cách thức mà chúng ta tiếp cận vấn đề có thể tiết lộ rất nhiều về phẩm chất cá nhân. Câu hỏi tại sao chẳng có ai giúp tôi cả, thường được người có tính cách thiếu chủ động và dễ dựa dẫm vào người khác sử dụng. Đây không chỉ là một lời than vãn về sự thiếu hỗ trợ, mà còn là một biểu hiện của sự thiếu khả năng tự lực và tự chịu trách nhiệm trong công việc và cuộc sống. Người thường xuyên sử dụng câu này có xu hướng nhìn thấy mình là nạn nhân của hoàn cảnh, luôn cảm thấy bị bỏ rơi và không được hỗ trợ. Thay vì tìm cách giải quyết vấn đề hoặc cải thiện kỹ năng của bản thân để đối mặt với thách thức, họ lại mong đợi sự giúp đỡ từ người khác như là một giải pháp chính. Điều này không chỉ hạn chế khả năng phát triển cá nhân, mà còn có thể khiến người khác cảm thấy bị áp lực và mệt mỏi do phải liên tục hỗ trợ một cách không cần thiết. Để phát triển trong mọi mặt của cuộc sống,
Điều quan trọng là phải học cách tự lập và chịu trách nhiệm về hành động của mình. Những người thành công là những người biết tự giải quyết vấn đề và sẵn sàng học hỏi từ mọi tình huống. Bằng cách từ bỏ thói quen đổ lỗi hoặc mong đợi sự giúp đỡ không cần thiết, chúng ta sẽ không chỉ cải thiện được khả năng của bản thân mà còn có thể xây dựng mối quan hệ tốt đẹp hơn với người xung quanh. Câu thứ tư, tôi không biết, đi mà hỏi người khác ấy. Thuở xưa, có một làng nghề truyền thống ở Việt Nam, có một nghệ nhân làm đồ gốm, ông Nam, từng được coi là một thợ gốm có tay nghề. Nhưng dần dần, ông mất đi sự nhiệt tình và không còn chịu trách nhiệm trong việc truyền dạy nghề cho lớp trẻ. Một lần, khi làng đang chuẩn bị cho một lễ hội lớn nơi các sản phẩm thủ công của làng sẽ được trưng bày, ông Nam được giao nhiệm vụ tạo ra một số tác phẩm đặc sắc. Tuy nhiên, khi các sản phẩm của ông không đạt yêu cầu và có dấu hiệu nứt vỡ, ông đã không chịu nhận trách nhiệm. Thay vào đó, ông phản ứng bằng cách nói, tôi không biết, đi mà hỏi người khác ấy. Khi các học trò thắc mắc về kỹ thuật và quy trình ông đã dùng, thái độ này của ông Nam đã gây ra nhiều bất thường trong cộng đồng. Khi mọi người cảm thấy ông không còn tận tâm với nghề và không sẵn lòng chia sẻ kiến thức hoặc giải quyết vấn đề, họ mong đợi một nghệ nhân lão làng như ông phải thể hiện sự chuyên nghiệp và tận tâm hơn trong việc duy trì chất lượng sản phẩm thủ công của làng. Trong thời gian dài, thái độ tránh né trách nhiệm của ông Nam không chỉ làm giảm uy tín cá nhân ông trong mắt người dân làng, mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của làng nghề. Khi mà kỹ năng và kinh nghiệm không được truyền đạt đầy đủ cho thế hệ kế tiếp, câu chuyện này chính là lời nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc chịu trách nhiệm và thái độ tích cực trong công việc, đặc biệt là trong việc bảo tồn và phát triển các nghề truyền thống. Hay câu chuyện về Lan, người nổi tiếng là thông minh và có kỹ năng, nhưng cô thường xuyên tỏ ra thiếu sẵn sàng tham gia vào các dự án nhóm hoặc giải quyết các vấn đề phát sinh. Một lần, trong một dự án quan trọng, Lan được giao nhiệm vụ chuẩn bị một chiến dịch quảng cáo mới. Khi các thành viên trong nhóm hỏi về tiến trình của chiến dịch và mong muốn thảo luận về một số ý tưởng mới, Lan thường trả lời, tôi không biết, đi mà hỏi người khác ấy. Câu trả lời này không chỉ khiến các đồng nghiệp của cô thất vọng, mà còn gây ra sự chậm trễ cho tiến độ chung của dự án. Không lâu sau đó, khi các vấn đề về chiến dịch không được giải quyết kịp thời và hiệu quả của chiến dịch không đạt như mong đợi, cả nhóm phải họp để xem xét lại các phương án. Trong cuộc họp, Lan lại một lần nữa lặp lại câu, tôi không biết, đi mà hỏi người khác ấy. Khi được hỏi về lý do tại sao một số quyết định đã được thực hiện mà không thông qua thảo luận nhóm, thái độ này của Lan khiến cô trở nên không được tin tưởng và ít được kính trọng trong mắt các đồng nghiệp và cấp trên. Sự việc này không chỉ làm giảm hiệu quả của làm việc nhóm, mà còn ảnh hưởng đến danh tiếng nghề nghiệp và sự nghiệp của chính Lan. Câu chuyện của cô là một ví dụ điển hình về tầm quan trọng của việc chủ động và sẵn sàng đối mặt với thách thức trong môi trường làm việc hiện đại. Nó nhắc nhở mỗi chúng ta rằng việc tránh né trách nhiệm không chỉ ảnh hưởng xấu đến đội năm, mà còn có thể hạn chế cơ hội phát triển sự nghiệp của bản thân. Thưa quý vị, sự chủ động và khả năng giải quyết vấn đề là những phẩm chất quan trọng mà mọi người cần phải có. Tuy nhiên, có những người thường xuyên sử dụng câu nói tôi không biết, đi mà hỏi người khác ấy. Khi đối mặt với thắc mắc hoặc yêu cầu từ người khác, câu nói này không chỉ thể hiện sự thiếu sẵn sàng giúp đỡ, mà còn phản ánh một thái độ thiếu trách nhiệm và không muốn đóng góp. Khi một người thường xuyên trả lời các câu hỏi hay vấn đề với tôi không biết, đi mà hỏi người khác ấy, điều này cho thấy họ không chỉ thiếu kiến thức cần thiết để hoàn thành công việc của mình, mà còn thiếu ý thức tìm hiểu, học hỏi và phát triển bản thân. Người sử dụng câu này có thể không quan tâm đến việc mở rộng hiểu biết của mình hay cải thiện kỹ năng giải quyết vấn đề, đều cần thiết để tiến bộ trong sự nghiệp. Hơn nữa, thái độ này còn có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường làm việc chung. Khi một thành viên trong đội năm không chịu tham gia vào việc giải quyết vấn đề, gánh nặng công việc có thể sẽ dồn lên vai những người khác, làm giảm hiệu quả làm việc của cả nhóm và tạo ra một bầu không khí không hợp tác, không thân thiện. Để tránh những hệ quả tiêu cực từ thái độ này, điều quan trọng là mỗi cá nhân cần phải phát triển tinh thần trách nhiệm và sẵn sàng học hỏi. Mỗi câu hỏi hay thách thức đều là cơ hội để mở rộng kiến thức và cải thiện kỹ năng của bản thân, cũng như để góp phần vào thành công chung của tổ chức. Câu thứ 5, thôi, được rồi, thế là được chứ gì? Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện về Tuấn, một người có năng lực nhưng thường xuyên tỏ ra thiếu nhiệt tình và không chịu khó hoàn thiện công việc đến cùng. Một lần, Tuấn được giao nhiệm vụ chuẩn bị một báo cáo quan trọng để công ty có thể đánh giá rủi ro cho một khách hàng lớn.
Đây là một tác vụ đòi hỏi sự chính xác và chi tiết, vì mọi sai sót có thể dẫn đến quyết định sai lầm trong việc cung cấp bảo hiểm và ảnh hưởng tới tài chính của công ty. Tuy nhiên, khi đến hạn nộp báo cáo, Tuấn đã nhanh chóng hoàn thành mà không kiểm tra lại các chi tiết và số liệu. Khi đồng nghiệp của anh, chị Hà, kiểm tra và phát hiện một số sai sót cơ bản trong báo cáo, cô đã yêu cầu Tuấn sửa chữa. Tuấn, dù biết rằng báo cáo có sai sót, lại thản nhiên trả lời, thôi, được rồi, thế là được chứ gì, những chi tiết nhỏ thôi mà, không ảnh hưởng nhiều đâu. Chị Hà phải mất thêm thời gian để giải thích tầm quan trọng của việc chính xác đến từng chi tiết trong báo cáo và hậu quả của việc để lọt lỗi có thể xảy ra. Sự việc này không chỉ làm lộ rõ thái độ làm việc thiếu trách nhiệm của Tuấn, mà còn ảnh hưởng đến mối quan hệ làm việc với đồng nghiệp. Câu nói thôi, được rồi, thế là được chứ gì, của anh cho thấy anh không chỉ thiếu cầu tiến mà còn thiếu sự tôn trọng đối với chuẩn mực chất lượng công việc cần thiết cho một ngành nghề đòi hỏi sự chính xác cao như bảo hiểm. Hay tiếp theo, đây là câu chuyện về Thanh, được biết đến trong làng là một người lười biếng, thường xuyên cảm thấy mệt mỏi và không hài lòng với công việc đồng áng của mình. Vào một mùa gặt, khi cả làng tất bật chuẩn bị thu hoạch lúa, Thanh lại tỏ ra thiếu hứng thú và không chịu đóng góp nhiều công sức. Khi trưởng làng kiểm tra các ruộng lúa và phát hiện ra rằng phần đất của Thanh chưa được thu hoạch và cỏ dại đã mọc um tùm vì không được chăm sóc đúng cách, ông đã hỏi Thanh lý do tại sao anh không là chủ động hơn trong việc chăm sóc đất đai. Thanh đáp lại rằng, thôi, được rồi, thế là được chứ gì, cỏ dại mọc chút cũng không sao, đất đai vẫn còn đó mà. Thái độ thiếu trách nhiệm và sự lười biếng của Thanh không những làm ảnh hưởng đến năng suất của chính bản thân anh ta, mà còn tác động tiêu cực đến các hộ nông dân xung quanh. Khi mà cỏ dại từ phần đất của anh bắt đầu lan sang các ruộng lúa khác, mọi người trong làng bắt đầu bảy vọng và mất dần lòng tin vào khả năng và ý thức cộng đồng của Thanh. Câu chuyện của Thanh là một bài học về tầm quan trọng của việc làm việc chăm chỉ và có trách nhiệm trong mọi hoàn cảnh. Thói quen làm cho xong và thiếu quan tâm đến hậu quả của công việc không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân, mà còn có thể gây ra những tác động xấu đến cộng đồng xung quanh. Trong một xã hội nông nghiệp thời xưa, mỗi hành động của cá nhân đều có ý nghĩa quan trọng, đòi hỏi một tinh thần tận tụy và cần cù. Thưa quý vị, trong môi trường làm việc hiện đại, sự xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ là những yếu tố then chốt đóng góp vào thành công của cá nhân và tổ chức. Tuy nhiên, có những người lại thường xuyên sử dụng câu nói thôi, được rồi, thế là được chứ gì? Trong quá trình làm việc, phía sau câu nói này ẩn chứa một thái độ thiếu cầu tiến và sự chấp nhận một cách dễ dàng với kết quả trung bình. Không chỉ phản ánh sự thiếu nỗ lực mà còn tiết lộ tính cách bất tài, vô dụng của người sử dụng nó. Câu nói này thường được đưa ra trong tình huống người nói cảm thấy mệt mỏi hoặc không muốn đầu tư thêm thời gian và công sức để cải thiện kết quả công việc. Người dùng câu này có thể đang cố gắng tránh né trách nhiệm và tỏ ra hài lòng với mức độ hoàn thành công việc mà không cần đạt đến tiêu chuẩn cao nhất có thể. Điều này không chỉ ảnh hưởng xấu đến chất lượng công việc, mà còn làm giảm sự tôn trọng và niềm tin mà đồng nghiệp và cấp trên có thể dành cho họ. Sử dụng câu nói này không chỉ cho thấy sự thiếu chuyên nghiệp, mà còn thể hiện thái độ thiếu cống hiến và không quan tâm đến việc phát triển bản thân hoặc nâng cao kỹ năng để thực sự thành công và đạt được sự tôn trọng trong môi trường làm việc. Mỗi cá nhân cần phải hướng tới mục tiêu vượt qua giới hạn của bản thân, không ngừng cải thiện và hoàn thiện công việc, tránh xa thái độ làm cho xong mà câu thôi, được rồi, thế là được chứ gì, mang lại. Thưa quý vị, cách thức mà chúng ta lựa chọn để diễn đạt suy nghĩ của mình có thể nói lên nhiều điều về thái độ và tính cách của chính chúng ta. Khi cá nhân thường xuyên sử dụng những câu nói trên, chúng ta không những khiến bản thân trở nên kém hiệu quả, mà còn có thể ảnh hưởng tiêu cực đến những người xung quanh và môi trường làm việc chung. Điều quan trọng là mỗi chúng ta cần nhận thức được giá trị của việc chịu trách nhiệm, đối mặt với thử thách và không ngừng học hỏi, phát triển để trở thành cá nhân tốt hơn. Do đó, mỗi người cần tự vấn bản thân về các câu nói thường xuyên sử dụng và xem xét liệu chúng có phản ánh một thái độ lành mạnh, tích cực hay không. Việc này không chỉ giúp cải thiện chất lượng cuộc sống cá nhân, mà còn góp phần vào sự phát triển chung của xã hội. Như vậy, việc từ bỏ những câu nói và thói quen tiêu cực là bước đầu tiên quan trọng hướng tới sự trưởng thành và thành công thực sự. Và như thường lệ, trong phần cuối của bài chia sẻ ngày hôm nay, kính mời quý vị và các bạn hãy cùng lắng nghe câu chuyện có tựa đề Ruộng Lò Bom của tác giả Sơn Nam. Ông Hai Dôn lái xuồng chậm chậm tiến vào sâu bên trong khu rừng tràm, ánh mắt không ngừng quan sát xung quanh,
tràn đầy lo lắng và bất an, Lệ, cô con gái của ông, đã ra rừng từ sớm tinh mơ để đốn củi, và dù trời đã qua giữa trưa, cô vẫn chưa trở về. Ngày thường, Lệ chỉ mất vài tiếng làm việc, nhưng hôm nay, thời gian trôi qua mà không thấy bóng dáng cô đâu cả. Nỗi lo càng thêm chồng chất khi ông nghĩ đến những nguy hiểm có thể xảy ra với cô trong khu rừng rậm rạp này. Ông Hai không khỏi thắt lòng, tay chèo càng lúc càng mạnh, tiếng nước vỗ về thân xuồng trong hồi hộp và mong chờ. Lệ, con gái ông Hai John, dường như đã mất tích không dấu vết vào một ngày nắng như đổ lửa trong khu rừng tràm nọ. Năm ngoái, cô từng có quan hệ tình cảm với một gã cướp bị cả làng xa lánh. Phát hiện mối quan hệ bất chính này, ông Hai John đã không kiềm chế được mà đã đánh cả hai một trận tơi bời. Hậu quả là tên cướp kia đã phải bỏ xứ đi biệt, tạm thời biến mất khỏi cuộc đời Lệ. Kể từ đó, Lệ trở nên phóng khoáng hơn hẳn, bắt đầu theo học võng cổ và thường xuyên vào rừng đốn củi một mình, không còn tỏ ra sợ hãi những điều linh thiêng của rừng sâu như trước kia. Cô tự do tự tại làm theo những gì mình thích, bất chấp những lời đàm tiếu của dân làng. Gần đây, một nhân vật mới xuất hiện tại làng, một gã đàn ông to lớn được mọi người gọi là Tư Cổ. Hắn ta khoe khoang về những cuộc phiêu dạt khắp Nam Kỳ sáu tỉnh, đến các chợ búa và tự nhận mình là người của làng, có thể làm đủ mọi nghề. Người dân trong làng không khỏi tò mò về người đàn ông đầy bí ẩn này, đặc biệt là khi hắn bắt đầu tỏ ra quan tâm đặc biệt đến Lệ. Cảm giác bất an và lo lắng không ngừng hiện diện trong tâm trí ông Hai John. Ông băn khoăn không biết liệu những quyết định gần đây của Lệ có phải là sự thể hiện của sự trưởng thành hay chỉ là cách cô chạy trốn từ quá khứ đau buồn. Và với sự xuất hiện của Tư Cổ, liệu con đường bà Lệ đang đi có thực sự là sự lựa chọn đúng đắn hay chỉ là một sai lầm mới mà sau này cô sẽ phải hối hận? Những câu hỏi này liên tục làm ông không yên khi ông vẫn tiếp tục lướt xuống trên dòng nước trong khu rừng tràm tràm rậm rạp, tìm kiếm bóng dáng của người con gái yêu dấu. Hắn ta còn nói thêm, tôi nghèo vì muốn sống ngang dọc chứ nếu cần làm giàu như thiên hạ thì mấy hồi, và tôi làm mướn qua tháng qua ngày chỉ vì tôi không muốn làm chủ. Người làm mướn sung sướng trăm bề, không lo xa, có nhà ở, cơm ăn. Khi chán ông chỗ này thì mình giật nợ, làm tôi tớ cho ông chỗ khác. Rốt cuộc kẻ giàu người nghèo đều chết sáo trọn, chỉ có cỏ cây là sống mãi mãi. Ông Hai John đã dè dặt đề phòng Lệ, nói gần nói xa, Từ Cổ rõ ràng là người lịch thiệp, có tài như vậy thì chả bao giờ chết đói. Ông Hai đáp, có tài ăn cướp chứ tài gì, nó là đứa liều mạng, lười biếng, xem loài người như cỏ cây, thua cỏ cây nữa là khác, phách lối sắc sược quá. Lệ vẫn chưa hiểu, anh nói dính phần nào chớ. Nín đi, nó nói cao xa lắm, nó ám chỉ rằng tất cả dân xóm này là loài cỏ cây, chữ nho kêu bằng thảo giái, riêng nó mới xứng đáng làm người, dọc ngang ngang dọc. Rồi, những lời mạt sát của người dân làng về Tư Cổ không có ý tốt, chúng lại vô tình gieo vào lòng Lệ một ấn tượng khá thuận lợi về chàng trai này được mô tả như một người đàn ông oanh liệt và mạnh mẽ. Tư Cổ đã kích thích sự tò mò và mong muốn khám phá của Lệ. Trong mắt nàng, đây có thể là người xứng đáng để nàng dành trọn vẹn tình cảm, một người bạn đồng hành cho cả cuộc đời. Lệ mơ về một người bạn trăm năm không chỉ đẹp ngoại hình mà còn phải là người từ tứ xứ đến, không quen biết gì về quá khứ phức tạp của nàng. Tư Cổ với vẻ ngoài bụi bặm và lịch sử phiêu dạt khắp nơi dường như là ứng cử viên hoàn hảo cho tiêu chí này. Điều quan trọng là Tư Cổ không biết những gì đã qua của Lệ và theo những gì nàng đã nghe, những kẻ giang hồ như chàng thường không quá khắt khe trong chuyện tình cảm. Họ không đặt nặng vấn đề trinh tiết như những người đàn ông khác trong làng. Lệ tin rằng những kinh nghiệm mà Tư Cổ mang lại từ những chuyến phiêu lưu xa xôi của mình sẽ là nguồn cảm hứng vô tận cho cuộc sống đầy tính toán và thương Lệ của nàng. Nàng mong muốn được nghe những câu chuyện về các vùng đất mà chàng đã đi qua, những con người chàng đã gặp và học hỏi từ cái nhìn rộng mở của chàng về thế giới. Với lại, Tư Cổ không chỉ là một người tình mà còn là cánh cửa mở ra một thế giới mới mẻ và hứa hẹn, nơi nàng có thể trốn chạy khỏi những định kiến và áp lực của làng xóm. Trong suy nghĩ của Lệ, mối quan hệ với Tư Cổ sẽ không chỉ là một cuộc tình mà là một cuộc phiêu lưu, một chuyến đi dài mà ở đó nàng có thể tái khám phá bản thân mình và cùng chàng viết nên một câu chuyện mới cho cuộc đời mình, xa rời những lời dị nghị và ánh mắt tò mò của những người làng. Lệ đã hẹn hò với Tư Cổ nhiều lần vào rừng tràm để tìm hiểu nhau hơn. Những lần này, ông Hai son dường như chú ý. Hai người lựa một gốc cây tràm cao ráo đem cơm ra ăn. Lệ chợt nghe tiếng động nên cau mày,
néo mình vào gốc tràm, em hồ nghi quá. Tư cô vẫn thản nhiên, trong rừng nghe tiếng cành lá khô răng rắc hoặc tiếng khát nước là sự thường. Em sợ hả? Sợ ai? Sợ nỗi gì? Lệ nói khẽ, sợ ba em bắt gặp. Tư cổ nói, dễ quá, hễ ổng gặp thì xử huề. Chẳng lẽ ổng đánh anh? Rồi ông đánh thì sao? Thì anh chạy trốn, luẩn quẩn như con nít chơi cút bắt. Anh nói kỳ quá, bộ ba em là con nít sao? Ừ, anh xin lỗi. Theo ý em thì anh nên làm gì lúc này? Lại cảm thấy tâm hồn mình đang rộn ràng một cảm xúc lạ kỳ. Dù biết rằng mình không còn trong sáng như bao cô gái khác trong làng, nàng vẫn không muốn làm cha mình phải buồn lòng hay thất vọng về mình. Trong mối quan hệ với Tư Cổ, Lệ đã giữ khoảng cách, chưa từng để mối quan hệ vượt quá giới hạn của sự gần gũi về thể xác. Nàng ước ao được bắt đầu lại cuộc đời, lần này sẽ cẩn trọng và đứng đắn hơn. Lẽ biết rằng nếu cha cô vô tình bắt gặp hai người cùng nhau trong rừng, dù cho mối quan hệ của họ trong sáng đến đâu, cha cô cũng sẽ không thể chấp nhận. Sự hiểu lầm sẽ khiến cha cô oan ức và mọi chuyện sẽ càng trở nên phức tạp. Để tránh điều đó, mỗi cuộc hẹn của họ luôn diễn ra trong bí mật âm thầm giữ lòng rừng tràm kín đáo, nơi mà tình yêu thuần khiết của họ dường như bị thế lực bí ẩn nào đó thách thức, khiến cho mọi điều tốt đẹp đều trở nên có lỗi. Trong một buổi chiều tĩnh lặng, khi vài con chim áo già bất ngờ bay sổ qua như thể chúng cũng giật mình trước bầu không khí căng thẳng và âm u của rừng, lại cảm thấy mình cần phải mạnh mẽ hơn để khẳng định sự quyết tâm và vững vàng trong bước đường mới. Cô đã mạnh dạn trèo lên cây tràm cao vút, vừa để quan sát xung quanh, vừa để thể hiện sự kiên cường và không chịu khuất phục trước số phận. Từ trên cao, lại nhìn xuống bên thế giới bên dưới với một tầm nhìn rộng mở, sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách mà cuộc sống sắp tới có thể mang lại. Nàng nắm lấy một nhánh to, lao mình, rút chân, uốn lưng đến ngọn cây tràm. Nàng nằm nghiêng, ôm sát thân cây. Đằng xa trong vội lá gồi như có gió thổi nhẹ vô cớ, lá gồi như cái quạt xanh tươi đung đưa. Nàng nói hơi to, coi chừng cọp, anh cổ ơi. Anh xem cọp như loài cỏ cây ý, kìa, ngộ quá. Cái gì ngộ? Anh phải cúi mặt xuống để nghe tiếng đất kìa, dường như cọp tiến lại với tụi mình. Tư Cổ đáp, em sao u mê quá, xứ này đâu có cọp, cọp đâu dại khờ tới đây làm gì. Bỗng dưng có tiếng quát to, tủ bể lộng quá rồi, đứa nào nói tao là loài thú vật dại khờ, giống như cỏ cây hả? Còn con yêu tinh kia, xuống đây, mày không thấy cha mày đây hả? Rõ ràng phường mèo mả gà đồng. Ông Hai Dôn bước tới vạch lá, Lệ im lặng như nài nỉ Tư Cổ đừng cãi vã vô lễ. Tư Cổ lắc đầu buồn bã, tôi có tội, bác muốn trừng trị cách nào? Tứ thật, hồi nãy tôi nói giỡn cho vui với cô Lệ, tôi chả dám so sánh bác với cô cỏ cây thú vật. Ông Hai Dôn vẫn chưa vừa lòng, ông muốn đánh Tư Cổ. Hắn ngồi lì đó trông thật đáng ghét. Nếu đánh, ông sẽ viện cớ gì? Trai gái gặp nhau giữa rừng nói chuyện, câu chuyện giữa Lệ và Tư Cổ chả có gì xúc phạm thuần phong mỹ tục cho lắm. Ông nói, đồng tụi bây làm gì ngoài này? Tư Cổ bèn lên tiếng từ bào chữa, dạ, như bác thấy rõ, cô Lệ ở trên ngọn cây, còn tôi thì ngồi trên mặt đất, không có gì lạ cả. Đừng giỡn mặt với tao, mày ưa giỡn quá, mày coi tao như loài vô tri vô giác. Tư Cổ đáp, dạ bác là cha ruột cô Lệ, tôi kính mến cô Lệ. Nói dóc ngoài, dạ tôi nói thật, nếu bác thương tôi hứa làm ăn cho bác thấy. Tôi ghét những người khinh tôi, chẳng lẽ bác khinh đứa làm ăn giỏi, rắn. Tôi hứa chẳng bao giờ phụ lòng bác. Ông Hai Dôn nhìn Tư Cổ, mày suy tư sâu sắc. Bản thân ông biết rằng nếu để mọi chuyện bùng phát thành một cuộc xung đột lớn thì cuối cùng không ai được lợi mà chỉ khiến cho tình hình càng thêm phức tạp. Ông muốn giữ mặt mũi nhưng cũng muốn đảm bảo rằng Tư Cổ cũng phải giữ thể diện cho mình. Trong đầu ông bắt đầu hình thành một kế hoạch khéo léo để xử lý vấn đề này mà không làm mất lòng ai. Sau nhiều giờ suy nghĩ, ông Hai Dôn quyết định tìm đến một giải pháp mà ông tin rằng sẽ ít gây tổn hại nhất cho tất cả mọi người. Ông quyết định sẽ để cho Lệ và Tư Cổ cùng nhau ăn ở để giảm thiểu những lời đàm tiếu không hay. Ông cũng quyết định rằng hai người họ sẽ phải rời khỏi làng và đi làm ăn ở một vùng đất khác, nơi mà những lời dị nghị không thể theo kịp họ. Điều này không những giúp giải quyết được mối quan hệ giữa Lệ và Tư Cổ mà còn giúp bảo vệ danh dự của ông trước dân làng. Ông Hay Dôn hy vọng rằng bằng cách này,
hai người trẻ tuổi sẽ có cơ hội bắt đầu một cuộc sống mới, xa lánh những áp lực và dị nghị từ xã hội. Mặt khác, cách giải quyết này giúp ông duy trì được vẻ mặt của một người cha và một người làng biết lo xa, hành động thông thái và có trách nhiệm, bảo vệ được phần nào uy tín của mình trước người đời. Đây quả thực là một quyết định khó khăn nhưng cần thiết. Ông Hải Sơn tin rằng nó sẽ mang lại lợi ích lâu dài cho mọi bên liên quan. Lệ xuống đồng cầm cây dầm bơi cho cha ngồi, đưa cổ bơi xuồng của mình theo sau. Anh ta đem gói thuốc gì vẫn một điếu mời ông Hai John. Thưa bác, Hai John đưa tay nhận điếu thuốc. Được rồi, tao tính cho tụi bay. Con người ta sống trên cõi đời nên giữ đức hạnh. Nói thiệt cho mày nghe, Tư Cổ. Tư Cổ im lặng. Ông Hai John lên tiếng, thì oai, tao kêu mà mày không dạ hả? Tư Cổ giật mình, dạ, thưa bác. Mày có sức lực, có tài. Nếu mày bớt phách lối thì nên nhà nên cửa, bằng không thì mãn đời mày cứ như vậy hoài. Tư Cổ toan cãi lại nhưng nghĩ sao không biết, anh ta lại thôi. Gần mãn mùa mưa, nước sông Hậu Giang lần lần rực xuống cánh đồng hoang vu, chạy dài tới chân trời, lai láng như biển cả rộng hàng 50-60 km, nối liền bờ sông Hậu, xa vịnh Diêm La. Không một bóng người, không một căn chòi hay nhà sàn. Lệ ngồi nấu cơm trên xuồng, Tư Cổ hút thuốc, khen tấm tắc, trời vừa mưa vừa nắng hiu hiu mát quá. Trời đất, bảo là đất này vô chủ. Lễ bắt đầu ngao ngán, Tư Cổ vẫn giữ thói ngang ngược ngày trước. Anh ta đưa nàng về đâu? Đất này tuy đầy nước lụt và nhấp nhô những lợn sóng cỏ nhưng phải có người làm chủ, ghi tên trong sổ bộ của nhà nước. Tư Cổ cứ bơi xuồng thẳng về phía đông bắc, đằng kia anh cất sẵn một căn nhà sàn hồi 3 năm về trước, lúc chưa gặp em. Em thấy xứ này ngộ không? Lệ nói gắt, giống như biển. Đó là đất liền, là đồng hoang. Vài tháng nữa nước giật xuống, mặt đất bày ra, vợ chồng mình đâu còn bơi xuồng thành thơ như vậy. Chứng đó mình đi bộ trên đầu ngọn cỏ. Anh cứ nói phách hoài, hồi đó ba ghét anh cũng vì mấy tiếng cây cỏ đó. Sao anh ư, cái vụ cây cỏ, cỏ cây, quá vậy. Chẳng lẽ trên mặt đất này chỉ có anh mới là không phải loại cây cỏ? Từ cổ nói lảng sang chuyện khác, giống như biển, cỏ mọc nhấp nhô, giống như rong trôi ngoài biển. Tới chòi rồi, tiếng cò đất đằng kia, ngay gốc cây gáo, xôm đậu vào bến. Bến tức là gốc cây gáo, loài cây chịu đựng nước lụt rất giỏi. Con chòi đất siêu vẹo nhưng còn tạm thời làm nơi trú ẩn được. Nước dâng lên, gần ngập sàn nhà. Từ cổ thục hối lệ, à em, dọn cơm lên chòi rồi. Anh ta nhảy xuống, tắm nước sâu ngập cả đầu. Tươi cổ lặn hộp như con cổng cộc. Hồi lâu anh trồi đầu khỏi mặt nước, vuốt mặt đưa lên một cọng cỏ, loại cỏ dài hơn 2 thước, bảnh không, nhờ cỏ này mà vợ chồng mình làm ruộng. Lệ sửng sốt vì anh chồng này nói như đùa giỡn, xưa nay chẳng ai làm ruộng nhờ cỏ, cỏ là loại thù địch của nhà nông. Nước ngập cao hơn đầu người, Lệ nhớ đến những trận mưa tầm tã vào tháng 8 âm lịch, lúc cấy xong, nếu nước dâng lên đột ngột một đêm 2 tấc, lẽ dĩ nhiên lúa phải hư hao vì nạn lụt. Đoán chừng sự ngạc nhiên của vợ, Tư Cổ nói tiếp, lát nữa anh bắt đầu làm ruộng. Lệ không còn chịu được nữa, anh nói giỡn hoài. Giữa cảnh trời nước bao la, không một bóng người, cỏ hoang mọc đầy, ngồi trên chòi như ngồi giữ cù lao ngoài biển. Anh nói thiệt chứ không nói chơi, em chưa tin à, nấu cơm cho Lệ đi, muốn ăn thì lên đây mà ăn. Anh coi chừng cảm mạo rồi, mang bệnh, làm sao chạy thầy chạy thuốc. Tư Cổ vẫn cười hề hề, anh nhảy lên sàn, vuốt mặt, nước vẫn chảy ròng ròng trên lưng anh, ăn rồi nằm liền, thôi dẫm như anh có ngày chết đói. Gạo còn, đồ ăn có 1-2 ngày hết gạo, mượn ai? Đừng lo, hết gạo thì mình đi chỗ khác chơi, bộ mình muốn ở đây hoài sao? Chỉ trải tang bồng hồ thủy, dày đây mai đó, nếu sống hoài một chỗ, mình giống như loại cỏ cây sao? Tư Cổ vừa nói vừa cười. Lệ thở dài, nàng gặp anh chồng Sở Khanh rồi chăng? Ai lại làm ruộng theo kiểu này? Hay là Tư Cổ có dính líu đẳng cấp nào đó? Căn chòi giữa nơi vùng nước ngập này là xào huyệt của chúng, từ cuộc hẹn hò với đồng đảng để chia của hoặc âm mưu bố trí một trận giết người cướp của. Làm ruộng mà không có lúa giống, không trâu bò, làm sao tin được? Lệ dọn cơm cho chồng ăn. Tư Cổ vẫn nói giọng thiếu nghiêm trang, em ăn cho no đi, anh ăn ít lắm, ăn nhiều tức bụng. Đúng theo sách vở, trước khi làm mình không nên ăn. Trong một thoáng,
Lệ hối hận vì Chót Vương mang với Tư Cổ. Hắn lười biếng, ăn nói bóng gió, nghe thô tục quá. Tiếng làm có nhiều nghĩa. Đôi vợ chồng trẻ buổi xế trưa trong căn tròi nhỏ tư bể sóng dậy lăn tăn và gió thổi hiu hiu. Tư Cổ nói, lát nữa tôi cày. Lệ thẹn thùng, thôi, đừng nói chuyện trên trời dưới đất. Anh làm ruộng à? Ruộng gì? Hay là anh gạt em, đưa em ra đây? Tư Cổ cười giòn, xô chén cơm ra xa rồi ho sặc sụa. Trời đất ơi, con mẹ mày vô đoan quá. Tôi là đứa bất lương, bắt cóc con gái ra đây để luyện thiên linh cái. Cây dao đây nè, nãy giờ tôi quên. Coi chừng rồi mất, thì chắc ngồi ở không mà chơi. Nói xong, Tư Cổ đứng dậy, lại nóc chòi, vạch mái lá. Lệ chợt rũ lên, ghê quá, anh đừng giỡn. Một cây dao dài chừng non thuốc tây, cán dao ngắn, lưỡi dao sáng ngời. Bên ngoài có thoa dầu mỡ láng bóng. Cây dao được gói cẩn thận, trong cái vỏ bằng mo cau. Tư Cổ thủ bộ như hiệp sĩ thời Trung Cổ đang tuốt thanh gươm khỏi vỏ. Lệ sực nhớ đến bọn cướp biển đang hơi ngọn mã tấu. Kỳ quá, anh giỡn hoài. Làm thiệt chứ đâu phải giỡn. Làm ăn mà, có làm mới có ăn. Lệ nói gấp, tôi về bây giờ, tôi xuống xuồng về nhà. Giỏi thì anh ở xứ này một mình sao? Lại về, tình chồng nghĩa vợ gì mà kỳ cục vậy? Chưa cực khổ đói kém mà lại bỏ chồng ra đi. Ở lại bớ phu nhân. Ở lại để làm gì? Để làm ruộng. Suối ngập lụt mênh mông như biển, làm ruộng gì? Ruộng lò bom. Lò bom là ruộng gì? Là ruộng lò bom. Ông bà nói vậy, tôi hay vậy. Chả có ai thông ngôn tiếng đó. Tiếng Việt Nam, lò bom là gì? Ồ, em hỏi cô sư cổ nhàng hoài vậy. Tôi cắt nghĩa rồi. Lúa so mạ ca, ruộng lò bom. Em chưa biết lúa so mạ ca à? Tôi cổ giải thích, đất này hoang vô từ hồi Đạo Thiên lập địa. Nghe đâu ông Mạc 99 tới khai khẩn vùng Hà Tiên, nhưng ổng ưa ở vùng biển, về lập chợ mua bán, lập sòng bạc, ruộng bỏ hoang. Thế là ông Mạc 9 tiêu tan sự nghiệp, sợ Hà Tiên lần lần sụp đổ. Ông Mạc Cừu ở bên tàu qua đem theo nhiều quân sư quạt mo, nhưng chẳng ai chú ý tới chuyện làm ruộng. Họ trái đất này ngập lụt, họ dòm đất này rồi uống rượu ngâm thơ, bày đặt đủ điều lăng nhăng. Đất này giáp Mỹ với cái Đông Hồ. Nghe đầu mấy ông tàu nói rằng ở Đông Hồ ban đêm có tiên hiện xuống. Vợ chồng mình là tiên ở gần Đông Hồ. Lệ đổi giận làm vui. Ồ, em nghe nói chuyện ông Mạc 99. Ông Mạc 99 bất tài, không khai thác nổi xứ này. Rồi tới chào, này Tây lắc đầu, chả biết làm thế nào để lập đàng lập xóm bác vật. Tây chê đất này phèn, ngập lụt khó khăn, thiếu kinh rạch, muỗi mỏng. Mấy ông điền chủ không thèm khai khẩn, sợ tốn tiền đóng thuế mà chẳng thâu được huê lợi. Anh làm chuyện này giỏi hơn Tây. Nói xong, Tư Cổ cầm cây dao dài đặt nhẹ xuống xuồng, rồi anh ta cầm cây dầm bơi ra khỏi chòi chừng vài mười thước, nhảy xuống nước. Lệ đứng trông theo Tư Cổ đứng trên mặt đất, tức là đáy nước, nước cao ngang cổ. Hai tay Tư Cổ cầm dao chém cỏ, chém gốc cỏ dưới nước. Cỏ nổi lên từng rễ vàng lươn màu phèn, trông giống như mấy rễ rau câu hải thảo ngoài biển. Tư Có bơi xuồng lại gần chòi, kêu to, mình ơi về. Lệ ngơ ngác, về nhà bây giờ à? Làm ruộng kiểu gì lạ vậy? Thì ruộng lò bom, trồng lúa so mạ cả, xong rồi. Hay là mình muốn ở đây một mình? Chiếc xuồng tiến nhanh qua ngày đêm về nhà ông Hai Giòn. Dọc đường, Tư Cổ nói rong dài về cách thức làm ruộng lò bom. Cỏ bị chặt đứt gốc, trôi lều bều. Hai tháng nữa nước giật xuống, cỏ đã thối trở thành loại phân tốt giải đầy trên mặt đất. Hai tháng nữa tức là tháng 2, tháng 3 âm lịch, trời nắng cháy. Vợ chồng Tư Cổ sẽ trở lại đó, đốt cỏ rồi gieo lúa sống lại, lúa so mạ ca. Từ lúc gieo đến lúc trổ bông là 4 tháng. Tư Cổ lẩm bẩm, nè, mình phát cỏ mộ một buổi, mình gieo giống một buổi. Hai buổi cộng lại là một ngày rồi nước mưa dâng lên. Lúa trổ, lúa chín, mình trở lại đó gặt một buổi nữa. Tổng cộng làm ruộng tốn có một ngày rưỡi mà có lúa ăn một năm 365 ngày. Mình rảnh rang đến 363 ngày rưỡi. Mình làm biếng quá. Nhưng lúa so mạ ca ra sao? Nó giống như lúa khác vậy thôi. Nhưng ăn không ngon, cơm bán mất giá. Mỗi mùa mình cứ rời chỗ theo kiểu làm dãy trên núi. Chim chuột sâu bọ đâu có hay biết mà phá hoại. Tháng 2 sau ngày Tết,
em tới đó gieo mạ với anh, chịu không? Rồi tháng 7, mình gật chừng vài mười dạ, mình mượn chiếc khe của bà Lệ Dầu. Dầu, nét mặt không trả lời. Bấy giờ nàng đã hiểu tại sao từ cổ cứ rong chơi quanh năm mà vẫn tự hào là kẻ trí thú làm ăn khôn ngoan lương thiện. Anh ta tự hào đến mức khinh khi kẻ khác, những kẻ chỉ biết ham thích vùng đất cao giáo, không phèn, không ngập lụt, thứ đất sản xuất lúa thơm ngon hơn. Tư cổ nói, sao em nín thinh vậy? Hay là em muốn bỏ anh, chán thăng trong nghèo này hả? Dòng tư cổ buồn rầu, anh ta bớt nói khi xuồng vào xóm. Anh ta nhớ tới vùng đất gần đồng hồ mà từ xưa đến giờ không ai sản xuất ra lúa gạo nổi. Họ sợ nước, họ sợ cỏ hoang, họ là loại cỏ cây. Từ khi học được kỹ thuật làm ruộng lò bom với ông lão vô danh, tư cổ bừng quánh như kẻ học được phép tiên do kẻ siêu phàm truyền lại. Anh bám lấy nghề sống thử, nhưng muốn sống thì phải có lúa gạo, có tình yêu muốn bền vững thì phải có thông cảm sâu sắc. Sao em lại không nói? Lệ nói, gì bây giờ? Ở với anh? Không, anh đã cưới hai người vợ rồi. Cả hai người đó lần lượt bỏ anh trong mùa phát cỏ. Chẳng cô nào ở lại với anh khi gieo mạ gặt lúa. Họ chê anh. Lệ suy nghĩ vẩn vơ, tư cổ yêu vùng đất phèn mà thiên hạ đều chê là vùng đất bỏ. Giờ đây nàng yêu tư cổ, người mà thiên hạ chê là thô tục bất lương. Thôi thì cũng hy sinh theo mà chàng ta vài năm để chứng tỏ lòng nàng khác hơn loại cỏ cây. Nàng đáp, ừ, gieo mạ thì gieo mạ, gặt lúa thì gặt, em không ngán. Nhưng em chỉ xin anh một điều. Điều gì? Anh sẵn sàng nghe theo em miễn là em đừng xúi giục anh bỏ cái nghề ruộng lò bom. Em đâu dám, mình làm ruộng thì cứ làm, nhưng anh đừng nhắc tới chuyện cây cây cỏ cỏ. Thiên hạ họ không biết rõ, họ giận anh. Lại còn mấy tiếng lò bom xóm Mão Ca đừng nói cho ai nghe. Họ hỏi hoài, anh cắt nghĩa mãi, rốt cuộc chẳng ai hiểu được. Ai họ hỏi để cậu vui vậy thôi, trừ ra hai vợ chồng mình. Vâng, kính thưa quý vị, và bài chia sẻ của sách Nói Minh Triết xin được kết thúc tại đây. Hy vọng thông qua những chia sẻ này, quý vị sẽ có thêm cho mình những thông tin và cái nhìn bổ ích về cuộc sống và con người. Nếu quý vị thấy video hay và ý nghĩa, xin hãy cho chúng tôi một like, một chia sẻ và đừng quên nhấn đăng ký kênh để có thể lắng nghe thêm nhiều thông tin hữu ích hơn nữa quý vị nhé. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo của sách Nói Minh Triết.